Trạm BOT cai lệ thu phí trở lại vào cuối tháng 8. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư BOT cai lệ Tiền Giang hoàn thành xây dựng, cải tạo và kết nối thu phí không dừng trước ngày 15 tháng 7. Để tiến hành thu phí trở lại, Tổng cục Đường bộ Việt Nam DBVN vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư hoàn tất các công việc để thu phí trở lại đối với dự án BOT cai lệ Tiền Giang vào cuối tháng 8. Trạm BOT cai lệ được nhà đầu tư hai lần cam kết hoàn thành xây dựng trạm thu phí trên tuyến tránh và sửa chữa hư hỏng mặt đường. Tuy nhiên, tiến độ các công việc để có thể thu phí lại không đảm bảo quy định tại phụ lục hợp đồng là hoàn thành vào quý 4 năm 2021. Lý do của sự chậm trễ, theo nhà đầu tư là do khó khăn về tài chính, ảnh hưởng của thời tiết trong thời gian qua. Mời các bạn xem trên bản đồ để biết được cái vị trí mà mình đang chia sẻ trên video này nhé. Thì khu vực mình đang chia sẻ, khu vực này là khu vực của giữa hai cái huyện Cai Lệ, thị xã Cai Lệ và huyện Cái Bè nha các bạn. Thì cái tuyến tránh thị xã Cai Lệ này nó xây dựng ở đầu tuyến ngay tại khu vực này. Ngay đây chính là khu vực ngay cái ngã tư nè. Ngã tư này là điểm đầu để vào đường tránh thị xã Cai Lệ nha các bạn. Còn cái đường ở chính giữa đó chính là đường quốc lộ 1A, và cái mấy bên trong đây chính là nút giao Tân Hội của bên trong khu vực của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thì tại nút giao Tân Hội mình có thể mà rời khỏi nút giao Tân Hội để đi theo cái đoạn đường dẫn để ra quốc lộ 1A nha các bạn. Và ngay tại quốc lộ 1A này mình có thể kết nối được với đường dẫn vào tuyến tránh thị xã Cai Lệ. Đây thì bên tay trái đường màu vàng, bên tay trái đó chính là tuyến tránh thị xã Cai Lệ ở khu vực của thị xã Cai Lệ nha các bạn. Rồi khi mà mình chạy vào bên trong đường tránh thị xã Cai Lệ thì mình sẽ gặp được một cái trạm BOT Cai Lệ đó, trạm thu phí của tuyến tránh BOT Cai Lệ đó, trạm thứ hai đó. Thì trạm thứ hai này nằm ở tại khu vực tại km 2+685 trên tuyến tránh Cai Lệ, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hô sơ. Còn các bạn di chuyển trên quốc lộ 1A để hướng về cầu Mỹ Thuận á, thì các bạn sẽ di chuyển qua thị xã Cai Lệ và sau đó đến điểm cuối của cái đường tuyến tránh thị xã Cai Lệ, nó sẽ đổ trở ra ngoài đây và kết nối với quốc lộ 1A. Những ai đi đường tránh thị xã Cai Lệ thì sẽ ít bị kẹt xe và ít bị cản trở giao thông hơn khi mà đi trên quốc lộ ở đoạn này. Thì vì các bạn đi trên quốc lộ 1A ở đoạn này, các bạn sẽ gặp phải thị xã Cai Lệ, nơi đó là dân cư đông đúc, cho nên là khả năng di chuyển của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều, làm giảm tốc độ di chuyển của mình, cho nên người ta mới xây đường tránh thị xã Cai Lệ như thế. Nên các bạn đi đường tránh thị xã Cai Lệ thì sẽ nhanh hơn. Sau khi mà các bạn kết thúc cái vị trí của cái đường tuyến tránh thị xã Cai Lệ á, và các bạn sẽ đổ ra ngoài quốc lộ 1A, thì trên quốc lộ 1A hướng về Mỹ Thuận ở ngay tại khu vực đặt tại km 1999+300 trên quốc lộ 1A, có quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn xe hô sơ đó. Như vậy thì cái mình chia sẻ thì các bạn cũng đã nắm được, thì việc xây dựng cái đường tuyến tránh thị xã Cai Lệ sẽ làm hai cái trạm thu phí nha các bạn, một trạm nằm trên quốc lộ 1A và một trạm nằm trên đường tránh thị xã Cai Lệ, dành cho các bà con cô chú bác nào khi mà về cầu Mỹ Thuận thì trong thời gian sắp tới sẽ tiến hành thu phí vào khoảng tháng 8 nha các bạn, tiến hành thu phí trên quốc lộ 1A và trên tuyến tránh thị xã Cai Lệ.
án BOT Cai Lậy được đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường quốc lộ 1. Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ái và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây dựng Giao thông 1 làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang là đơn vị quản lý, khai thác. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.380 tỷ đồng, trong đó tuyến tránh hơn 680 tỷ đồng, phần tăng cường mặt đường quốc lộ 1 trên 379 tỷ đồng, xây trạm thu phí trên 100 tỷ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng hơn 219 tỷ đồng. Dự án khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2017, bắt đầu thu phí từ ngày 14 tháng 8 năm 2017. Tuy nhiên, sau đó gặp sự phản đối từ người dân nên Thủ tướng yêu cầu dừng thu phí cho đến nay. Để tạo điều kiện nhà đầu tư thu hồi được vốn, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định phương án đầu tư thêm một trạm thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy. Theo đó, dự án BOT Cai Lậy sẽ có hai trạm thu phí, một trạm thu cho tuyến tránh và một trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 1 để hoàn vốn cho dự án. Với phương án thu phí như vậy, trạm thu phí nào hoàn vốn xong sẽ tiến hành dỡ bỏ.